Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thưa Nga, cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Hình ảnh vệ tinh cho thấy hậu quả của các cuộc tấn công vào hạm đội hắc hải của Nga. Tờ Newsweek cho biết chi tiết trong bài tường trình nhan đề. Starlight Image Show Aftermath of Russian Black Sea Fleet Strikes. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Các hình ảnh vệ tinh vừa được công bố cho thấy hậu quả của một cuộc tấn công hỏa tiễn mà quân đội Ukraine tuyên bố nhằm vào một trung tâm liên lạc ở thành phố Sevastopol thuộc Crimea sáp nhập, được sử dụng bởi hạm đội hắc hải quý giá của Putin. Hai bức ảnh chụp ngày 21 và 24 tháng 3 là của công ty hình ảnh toàn cầu Planet Labs, có trụ sở tại California và được cung cấp bởi Đề Án, một dự án của Radio Liberty do Hoa Kỳ tài trợ. Họ cho thấy mái của một tòa nhà bị sập trong vụ tấn công. Hôm Chủ nhật, quân đội Ukraine cho biết họ đã tấn công thành công trung tâm liên lạc, các cơ sở hạ tầng không xác định, cũng như hai tàu đổ bộ lớn của Nga là Yamal và Azov, giáng thêm một đòn nữa vào Putin khi Kyiv nhắm vào hạm đội hắc hải của ông. Các quan chức Nga chưa chính thức xác nhận các cuộc tấn công và thiệt hại gây ra, nhưng thống đốc Sevastopol do Điện Cẩm Linh bổ nhiệm Mikhail Ravozay cho biết đây là cuộc tấn công lớn nhất trong thời gian gần đây. Ukraine đã tấn công vào hạm đội hắc hải của Nga trong suốt cuộc xâm lược toàn diện của Putin vào đất nước này, bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, khi Kyiv thề sẽ đòi lại Crimea, vùng đất đã bị Mạc Tư Khoa sáp nhập vào năm 2014. Trung tâm truyền thông chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine gọi tắt là Stratcom cho biết, lực lượng của Kyiv tính đến ngày 6 tháng 2 đã vô hiệu hóa khoảng 33% số tàu chiến của hạm đội biển sau. Ivan Stupak, cựu sĩ quan cơ quan an ninh Ukraine gọi tắt là SBU và hiện là cố vấn cho Ủy ban Tình báo Quốc phòng và An ninh Quốc gia của Quốc hội Ukraine nói với Newsweek vào tháng trước rằng hạm đội hắc hải của Nga đã chịu tổn thất nặng nề trong cuộc chiến đang diễn ra. Chỉ huy lực lượng không quân Ukraine Nikolai Olechuk đã ca ngợi các cuộc tấn công trong một bài đăng trên các kênh truyền thông xã hội của ông, viết: "Bầu trời và biển cùng một màu, tôi cảm ơn các phi công và hải quân vì công việc chiến đấu thành công của họ. Crimea là của chúng ta, cùng nhau giành chiến thắng." Bộ trưởng Quốc phòng Anh Kranschaft cho biết, cuộc tấn công vào tàu đổ bộ Nga đã đánh dấu một thời khắc lịch sử đối với Ukraine. Nói một cách dễ hiểu, điều đó có nghĩa là Putin không còn có thể tập trận an toàn ở Hắc Hải, mặc dù hạm đội Nga đã hoạt động ở đó từ năm 1783. Sharps nói và cho biết thêm rằng Anh sẽ tiếp tục hỗ trợ Kyiv trong cuộc chiến, với tư cách là thế giới không đủ khả năng để Ukraine thua. Bộ Quốc phòng Anh tuần trước đánh giá rằng Nga đã bắt đầu sơn các tàu ngầm mồi nhử tại các cảng hắc hải nhằm bảo vệ tài sản của mình khỏi các cuộc tấn công của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga đang ngụy trang các tàu của hạm đội hắc hải bằng sơn đen, có khả năng khiến các tàu chiến của họ trông nhỏ hơn và trở thành mục tiêu kém hấp dẫn hơn. Hình bóng của các con tàu cũng được sơn ở bên các bến cảng, có lẽ nhằm gây nhầm lẫn cho những người điều khiển phương tiện bay không người lái của Ukraine. Tòa Bạch Ốc đã bác bỏ tuyên bố của Nga rằng vụ tấn công phòng hòa nhạc ở Mạc Tư Khoa có liên quan đến Ukraine, gọi khẳng định này là tuyên truyền của Điện Cẩm Linh. Thiếu tướng John Kirby, điều phối viên truyền thông của Hội đồng An ninh Quốc gia, vừa lên tiếng về cáo buộc từ Putin và các quan chức Nga rằng vụ tấn công có liên quan đến Ukraine. Tướng Kirby nói với các phóng viên trong cuộc họp, không có mối liên hệ nào với Ukraine, đây chỉ là tuyên truyền của Điện Cẩm Linh. Ông mạnh mẽ lên án Nga đã phóng 700 quả bom vào Ukraine trong mấy ngày qua để gọi là đáp trả vụ tấn công khủng bố phòng hòa nhạc Krokus. Nga thật đáng trách và tàn nhẫn khi phóng 190 hỏa tiễn, 140 máy bay không người lái và 700 quả bom nhằm vào Ukraine trong mấy ngày qua, ông nói. Cập nhật về vụ xả súng hàng loạt ở Nga. Những người sống sót kể lại cuộc tấn công khi ảnh các súng được phát hành.
Tờ Newsweek cho biết chi tiết trong bài tường trình nhan đề Russia Mass Shooting Update, Survivors Recount Attack as Gun Photo Release. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thủy Khanh. Những người sống sót sau vụ thảm sát tại phòng hòa nhạc ở Mạc Tư Khoa khiến ít nhất 140 người thiệt mạng đã nói lên nỗi sợ hãi của họ khi chứng kiến những kẻ tấn công bắn nạn nhân ở cự ly gần. Những người có vũ trang đã nổ súng vào tòa thị chính Crocus, cách trung tâm Mạc Tư Khoa khoảng 10 dặm về phía bắc, trong một cuộc tấn công mà nhóm nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm, một giả thuyết mà Mỹ khẳng định là đáng tin cậy. Hình ảnh của các nghi phạm được tường trình đã được công bố trên mạng xã hội cùng với vũ khí được sử dụng trong vụ xả súng hàng loạt. Ba trẻ em được cho là nằm trong số những người thiệt mạng và số người thiệt mạng dự kiến sẽ tăng lên. Kênh Telegram VGK Oku được cho là có liên kết với các cơ quan an ninh của Nga đã đăng các cuộc phỏng vấn bằng âm thanh và video với những người sống sót. Một đoạn clip cho thấy một người phụ nữ nằm trên giường bệnh mô tả cách những kẻ tấn công chạy vào và bắt đầu bắn vào mọi người. Tôi ngã xuống đất và giả vờ chết. Cô gái bên cạnh tôi đã bị giết, người phụ nữ nói. Câu chuyện của những người sống sót khác là các cuộc phỏng vấn bằng âm thanh, trong đó một phụ nữ giấu tên kể cho kênh này nghe. Họ bắt đầu bắn chúng tôi từ phía sau như thế nào. Những người đến gần cửa kính ngay lập tức ngã xuống, cô nói thêm. Chồng tôi bị một vết đạn ở vai và chân. Cô ấy nói rằng cô ấy đã nhìn thấy hai người đàn ông đang nói một ngôn ngữ khác với tiếng Nga. Một trong số họ đã bắn tất cả những người ở gần đó. Chúng tôi nằm xuống và cầu nguyện. Một người phụ nữ khác cho biết, từ ban công của địa điểm, cô có thể nhìn thấy có thi thể, có máu. Chúng tôi phải chạy đi đâu đó và đi vào một căn bếp. Chúng tôi ngồi đó và trốn. Chúng tôi ở đó một thời gian rồi phải chuyển xuống tầng dưới, cô nói thêm. Chúng tôi ở đó khoảng một giờ rồi đi ra ngoài. Một người phụ nữ khác kể với kênh Telegram rằng cô và bạn bè đã lao vào một góc tối ở lối vào trong khi một người đàn ông tiến tới và bắt đầu bắn thẳng vào mọi người. Họ có mái tóc đen và la hét với nhau, nhưng không phải bằng tiếng Nga. Các hãng thông tấn Nga đưa tin 11 người đã bị bắt, trong đó có 4 người trực tiếp liên quan đến vụ tấn công phòng hòa nhạc. Alexander Bornikov, giám đốc cơ quan tình báo chính của Nga, FSB, đã thông báo với Putin rằng 11 người đã bị bắt, trong đó có 4 người liên quan đến vụ tấn công tại địa điểm hôm thứ Sáu. Hãng thông tấn nhà nước TASS đưa tin. Các phương tiện truyền thông nhà nước không nêu tên ngay lập tức bất kỳ nghi phạm nào. Tuy nhiên, danh tính của 6 nghi phạm được cho là công dân Tajikistan trong độ tuổi từ 19 đến 51 đã được nêu tên và chụp ảnh trên kênh Telegram của Nga. Các nghi phạm được nêu tên là Faizov Rivozidin, Zokisonovich, Ismolov Rivozidin, Islomovich, Faizov Muhammad Sobi Zokisonovich, Nastramalov Makhamastasun, Zarbininovich, Narasmalov, Safozonza Sozindion, Abdugaforovic và Nazarov Rostam Isroislovich. Bộ Ngoại giao Tajikistan, một quốc gia thuộc Liên Xô cũ có quan hệ chặt chẽ với Mạc Tư Khoa, cho biết các báo cáo cho rằng công dân Tajik có liên quan là thông tin sai lệch và họ chưa nhận được xác nhận chính thức từ chính quyền Nga. Phó Duma Nga Alexander Kinstan đăng trên Telegram rằng thông tin sơ bộ cho thấy các nghi phạm đã bị bắt sau khi chiếc xe Renault mà họ đang lái bị lật khi họ cố gắng chạy trốn cảnh sát ở vùng Bryansk, cách đó khoảng 280 dặm. Một kẻ khủng bố đã bị bắt giữ tại chỗ, những kẻ khác bỏ chạy vào rừng, và nghi phạm thứ hai bị bắt vào khoảng 3 giờ 50 sáng, trong khi cuộc truy lùng những kẻ khác vẫn tiếp tục. Sự liên quan của họ trong cuộc tấn công vẫn chưa được xác định.
Kinstan, người đã đăng những hình ảnh về thứ mà ông nói là vũ khí được tìm thấy tại hiện trường, cho biết thêm một khẩu súng lục băng đạn dành cho súng trường tấn công AKM và hộ chiếu của công dân Tajikistan. Ủy ban điều tra Nga, cơ quan điều tra các vụ việc nghiêm trọng, đã chia sẻ những hình ảnh cho thấy đạn dược và vũ khí được cho là đã được sử dụng trong vụ tấn công. Đại sứ quán Mỹ tại Mạc Tư Khoa hôm 7 tháng 3 đã cảnh báo rằng những kẻ cực đoan sắp có kế hoạch tấn công vào các cuộc tụ tập lớn và nói rằng người Mỹ không nên đến các sự kiện ở Nga có những đám đông. Lời cảnh báo này đã bị Putin xem thường và cho là sự tống tiền của phương Tây nhằm đe dọa người Nga. Lực lượng Ukraine phá hủy hơn 100 đơn vị thiết bị quân sự của Nga ở miền nam đất nước. Tại khu vực Orykiv và Kherson, quân Nga mất thêm 2 kho đạn dược và 104 đơn vị vũ khí, trang thiết bị quân sự, trong đó có 3 trạm điều khiển máy bay không người lái và 1 tháp liên lạc. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết như trên trong cuộc họp báo sáng nay. Đặc biệt, 2 trạm tác chiến điện tử di động, 2 anten điều khiển máy bay không người lái, 1 hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt và 3 hệ thống hỏa tiễn phòng không, bao gồm những hệ thống mới được đưa từ Nga sang vài ngày trước đó. Lực lượng Ukraine cũng phá hủy 18 khẩu pháo, 8 súng cối, 2 súng phóng lựu Plamia, 1 hệ thống hỏa tiễn chống tăng, 1 máy bay không người lái trinh sát, thiết bị vô tuyến và 58 xe chuyển quân và nhiên liệu. Vị trí nhân sự và hầm đào của quân đội Nga cũng đã bị phá hủy. Quân phòng thủ Ukraine đã loại khỏi vòng chiến thêm 124 quân nhân Nga trong các khu vực tiền tuyến này. Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, quân Nga đã thực hiện 2 nỗ lực bất thành trong việc xông vào vị trí của quân phòng thủ Ukraine gần Krynky, vùng Kherson. Thêm 3 người bị giam giữ như biện pháp phòng ngừa. Trung tướng Igor Krasnov, Tổng công tố Nga cho biết, 3 người nữa đã bị giam giữ như một biện pháp phòng ngừa liên quan đến vụ tấn công phòng hòa nhà ở Mạc Tư Khoa. Israel Ibrahimovich Islamov, Dilova Israelovich Islamov và Aminchon Islovich Islamov đều bị giam giữ sau khi bị cáo buộc phạm tội theo đạo luật khủng bố của Nga. Ông cho biết, 3 người đàn ông này sẽ bị giam giữ cho đến ngày 22 tháng 5 năm 2024. Nhà máy lọc dầu gần Samara của Nga đình chỉ hoạt động sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Nhà máy lọc dầu Kubisev ở vùng Samara của Nga đã đình chỉ hoạt động sau khi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái làm hư hại một trong các đơn vị của nó. Sáng thứ Hai, 25 tháng 3, Thống đốc Samara Dmitry Azarov cho biết hậu quả của cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu ở Samara là tổ máy AVT-4 đã bị hư hỏng và chương trình sản xuất của nhà máy bị đình chỉ. Các lực lượng quân sự Nga đã công bố những bức ảnh cho thấy các đám cháy và chỉ ra vị trí khu vực tiếp tục bị hỏa hoạn là thành phố Novosibirsk, vùng Samara. Các cơ quan truyền thông cho biết thêm rằng đây là cuộc tấn công thứ 12 vào một nhà máy lọc dầu ở Nga trong 3 tuần qua. Giám đốc truyền hình nhà nước Nga chỉ trích phương Tây về vụ xả súng hàng loạt, cáo buộc tham gia trực tiếp. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Russian State TV Boss Slams West Over Mass Shooting Direct Participation. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Nhà tuyên truyền của Điện Cẩm Linh Margarita Simonian đã cáo buộc tình báo phương Tây tham gia trực tiếp vào vụ thảm sát tại phòng hòa nhạc ở Mạc Tư Khoa, khiến ít nhất 133 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công tối thứ Sáu vào tòa thị chính Krakow. Trong đó, những người có vũ trang bước vào và nổ súng. Hoa Kỳ vốn đã cảnh báo về một cuộc tấn công khủng bố sắp xảy ra trong tháng này, cho biết giả thuyết đó là đáng tin cậy.
Tuy nhiên, Semenyan, tổng biên tập kênh RT và là đồng minh của Vladimir Putin, tuyên bố rằng các cơ quan tình báo phương Tây ngày hôm qua đã biết rằng thủ phạm tương tự như ISIS. Đó là lý do tại sao họ bắt đầu lăng xê phiên bản này. Họ biết người biểu diễn là ai trước khi chúng bị bắt. Semenyan nói thêm, đây là sự tham gia trực tiếp. Ngay lập tức trở nên rõ ràng tại sao ngày hôm qua các phương tiện truyền thông Mỹ đồng loạt hét lên rằng đó là ISIS. Bởi vì đây không phải là ISIS, chỉ là những người biểu diễn đã được chọn theo cách mà họ có thể thuyết phục được cộng đồng ngu ngốc trên thế giới rằng đó là ISIS. Simonian nói thêm. Cô ta nhấn mạnh rằng, ngay cả trước khi xảy ra vụ bắt giữ, các cơ quan tình báo phương Tây đã bắt đầu thuyết phục người dân rằng đó là ISIS. Simonian cũng đăng một đoạn video quay cảnh một trong những nghi phạm đang bị cảnh sát thẩm vấn. Trong đó anh ta nói rằng anh ta được đề nghị nửa triệu rúp, tức 5.400 Mỹ Kim để thực hiện các vụ tấn công. Anh ta được hỏi, hôm qua bạn đã làm gì? Và trả lời, chúng tôi đã bắn người. Khi được hỏi tại sao, anh ta nói, vì tiền, trong đoạn clip chưa được xác minh độc lập. Tối thứ Sáu, tình báo quân đội Ukraine cho biết Mạc Tư Khoa đã lên kế hoạch đổ lỗi cho Ukraine nhằm leo thang chiến tranh và nhận được sự hỗ trợ để tổng động viên người dân chiến đấu. Cơ quan an ninh Liên bang Nga gọi tắt là FSB đã đưa ra tuyên bố rằng những kẻ khủng bố liên quan đến vụ tấn công ở Mạc Tư Khoa đang lên kế hoạch vượt biên giới với Ukraine, điều mà Kyiv bác bỏ là vô lý. Andriy Yusov, phát ngôn nhân của cơ quan tình báo quân đội Ukraine nói với BBC rằng khu vực biên giới với Ukraine có đầy đủ các lực lượng đặc biệt và quân đội. Khu vực biên giới Belgorod của Nga là nơi xảy ra các cuộc giao tranh gần đây, được cho là do quân cách mạng Nga thực hiện. Yusov nói thêm, cho rằng các nghi phạm đang hướng tới Ukraine sẽ cho thấy họ ngu ngốc hoặc có ý định tự tử. Trong khi đó, Andriy Vorobyov, thống đốc khu vực Mạc Tư Khoa cho biết, số nạn nhân vẫn có thể tăng đáng kể và hơn 140 người khác đã bị thương, trong đó 16 người ở tình trạng cực kỳ nghiêm trọng. Tổng thống Zelensky nói, thất bại của Nga trong chiến tranh là cách duy nhất để bảo vệ tính mạng dân thường một cách đáng tin cậy. Nga phải thua trong cuộc chiến này. Và chỉ bằng cách này, mạng sống của người dân mới có thể được bảo vệ một cách đáng tin cậy. 760 ngày cuộc chiến toàn diện của Nga chống lại Ukraine. Hơn 2 năm là bằng chứng rõ ràng về những gì hệ thống của Putin đang mang lại cho thế giới. Tàn tích thay vì thành phố và làng mạc. Cái chết và nỗi đau không phải sự sống. Khủng bố thay vì luật pháp quốc tế. Tổng thống Zelensky đã đưa ra lập trường trên trong diễn từ gửi quốc dân đồng bào tối thứ Hai, 25 tháng 3. Trong bối cảnh có các báo cáo cho rằng Ukraine đã đánh chìm cùng một lúc hai tàu đổ bộ lớn của hạm đội Hắc Hải. Ông nhấn mạnh người Ukraine đang dũng cảm bảo vệ quê hương và sẽ tiếp tục làm như vậy. Tổng thống bày tỏ lòng biết ơn đối với những người trên khắp thế giới đã ủng hộ Ukraine và người dân nước này. Đối với tất cả những người coi thuẫn là thuẫn và từ chối để Nga lừa dối thế giới thông qua tuyên truyền và tống tiền. Nga phải thua trong cuộc chiến này. Đây là cách duy nhất để bảo vệ tính mạng con người một cách đáng tin cậy, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh. Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý rằng hệ thống phòng không, vũ khí tầm xa, pháo binh, các lệnh trừng phạt, tịch thu tài sản của Nga và hỗ trợ cho Ukraine mang lại sự khôi phục hòa bình trung thực và cuộc sống bình thường gần hơn. Ngày 24 tháng 2 năm 2022, Liên bang Nga phát động cuộc chiến tổng lực chống Ukraine. Macron, Âu Châu đạt được tiến bộ trong đoàn kết, hỗ trợ Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tin rằng Âu Châu ngày càng thể hiện sự đoàn kết hơn và đang tăng cường đáng kể việc ra quyết định liên quan đến hỗ trợ cho Ukraine. Đó là lý do tại sao trong kết luận của Hội đồng Âu Châu, từ mạnh mẽ lần đầu tiên xuất hiện liên quan đến việc hỗ trợ Ukraine. Macron đã tuyên bố điều này tại Brussels trong một cuộc họp báo sau cuộc họp của Hội đồng. Tổng thống Pháp cho biết, mọi thứ đang tiến triển tốt và những tiến bộ đạt được trong những tuần gần đây rất có ý nghĩa cả về mặt đoàn kết và trên hết là củng cố vị thế của chúng ta.
Lần đầu tiên trong văn bản của một tài liệu Âu Châu, chúng ta không chỉ nói rằng chúng ta sẽ hỗ trợ Ukraine trong thời gian cần thiết. Chúng ta chính thức tuyên bố rằng chúng ta sẽ hỗ trợ nước này mạnh mẽ khi nào còn cần thiết. Điều này có ý nghĩa là chúng ta sẵn sàng hành động trước bất kỳ cuộc tấn công nào của người Nga. Đó là một sự thay đổi thực sự trong đường lối, ông Macron nhấn mạnh. Trong số những thành tựu chung, ông đề cập đến việc tất cả các nước chấp thuận sáng kiến của Tiệp liên quan đến việc mua đạn pháo cho Ukraine. Macron đặc biệt ghi nhận sự đóng góp của những người đồng cấp Hà Lan và Đức trong lĩnh vực này. Đức là quốc gia ở Âu Châu, theo quan điểm song phương, cung cấp nhiều nguồn tài trợ nhất. Chúng ta không nên chỉ tay vào Đức, ngược lại, chúng ta phải hoan nghênh những nỗ lực đang được thực hiện, ông Macron nói. Ông lưu ý rằng các quốc gia riêng lẻ và toàn bộ Âu Châu đã công khai việc tài trợ cho Ukraine trong vài tuần qua, nhưng Âu Châu cũng sẵn sàng đưa ra các giải pháp tiếp theo. Nếu chúng ta phải tiến xa hơn nữa, nếu chúng ta phải tiến sâu hơn nữa, nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn, nếu nguồn tài trợ ngoài Âu Châu cạn kiệt, chúng ta phải sẵn sàng và đưa ra các giải pháp triệt để và sáng tạo hơn. Đây là điều chúng tôi muốn làm chậm nhất là vào tháng 6, và đây chính xác là nhiệm vụ mà chúng tôi đã giao cho Ủy ban và Hội đồng để phản ánh. Tổng thống Pháp nói và cho biết thêm rằng đất nước của ông dự định tiếp tục làm việc theo hướng này, đặc biệt là trong hợp tác với Đức. Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tin rằng việc các quan chức Nga cuối cùng đã gọi cuộc chiến chống Ukraine là một cuộc chiến chứ không phải là một hoạt động quân sự đặc biệt sẽ đưa người Âu Châu đến gần hơn với việc hiểu được thực tế. Ông nói, bất cứ ai nghĩ rằng Nga sẽ dừng lại ở Ukraine đều sai lầm. ISIS tung ra đoạn phim kinh dị dài 90 giây về vụ tấn công phòng hòa nhạc ở Mạc Tư Khoa. Tờ The Daily Mail có trụ sở ở London có bài tường trình nhan đề Kill Them and Have No Mercy. IS released 90 seconds of horror in Sikh selfie film showing terror attack on Moscow's Caucasus City Hall that slaughtered 140 people as US rebuts Putin's claims of a Ukraine link. Declaring Ukraine had no involvement, nghĩa là giết chúng không thương xót. IS tung ra đoạn phim kinh dị dài 90 giây trong đoạn phim selfie bình hoạn chiếu cuộc tấn công khủng bố vào tòa thị chính Caucasus của Mạc Tư Khoa, khiến 140 người thiệt mạng khi Mỹ bác bỏ tuyên bố của Putin về mối liên hệ với Ukraine, tuyên bố Ukraine không liên quan. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thúy Nga. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo gọi tắt là IS vừa công bố một đoạn video mới gây kinh hãi, cho thấy chi tiết chính xác cách bốn kẻ khủng bố của chúng đã tàn sát hơn 140 người tại một phòng hòa nhạc ở Mạc Tư Khoa. ISIS tối nay tuyên bố rằng vụ tấn công là bạo lực nhất chống lại Nga trong nhiều năm, đồng thời cho biết thêm rằng vụ tấn công vào tòa thị chính Caucasus ở ngoại ô phía tây Mạc Tư Khoa vào tối thứ Sáu là một phần của cuộc chiến khốc liệt giữa Nhà nước Hồi giáo và các quốc gia chống lại đạo Hồi. Các quan chức tình báo Mỹ tin tưởng mạnh mẽ rằng các thành viên của Nhà nước Hồi giáo ở tỉnh Khorasan hay ISK đã thực hiện vụ tấn công. Tối nay, Mỹ đã chính thức bác bỏ tuyên bố của Vladimir Putin rằng các cuộc tấn công được thực hiện theo lệnh của Ukraine. Hãng thông tấn AMAC của ISIS đã công bố một đoạn video selfie dài 90 giây về vụ tấn công quá phản cảm nên Mail Online không thể chia sẻ. Đoạn clip được nhóm khủng bố mô tả là những cảnh độc quyền về vụ tấn công đẫm máu nhằm vào Kitô hữu ngày hôm qua tại thành phố Kalmykos ở Mạc Tư Khoa. Bắt đầu với cảnh một kẻ khủng bố cầm vũ khí chỉ vào sảnh chính của tòa thị chính Caucasus. Một người đàn ông khác mang theo thứ có vẻ là súng máy màu vàng và đen, sau đó chạy vào hội trường và bắt đầu bắn điên cuồng về mọi hướng. Khẩu súng dường như khớp với những hình ảnh do chính quyền Nga công bố về hậu quả của vụ tấn công. Có thể nghe thấy tay súng quay phim vụ tấn công bình hoạn nói, những kẻ ngoại đạo sẽ bị đánh bại, những kẻ ngoại đạo sẽ bị đánh bại.
Sau đó, bốn người đàn ông được trang bị vũ khí hạng nặng được nhìn thấy đang chậm rãi bước ra khỏi lối vào sảnh chính. Những người đàn ông này dường như chính là những người đã chụp ảnh trước lá cờ của nhóm khủng bố sau vụ tấn công. Bức ảnh selfie do hãng thông tấn chính thức AMAC của ISIS công bố vài giờ trước cho thấy bốn thủ phạm đội mũ bóng chày sẫm màu và đeo khẩu trang hướng lên trên, một cử chỉ từ lâu đã gắn liền với nhóm khủng bố. Theo các chuyên gia chính sách đối ngoại, cử chỉ này đề cập đến Tawhid, tức là niềm tin vào sự duy nhất của Allah. Danh tính của những người nhìn thấy trong bức ảnh selfie vẫn chưa được xác nhận, nhưng IS tuyên bố họ nằm trong số những người thực hiện vụ tấn công. Mặc dù ISIS thừa nhận thực hiện vụ tấn công bình hoạn, Vladimir Putin đã nhanh chóng đổ lỗi cho Ukraine về vụ thảm sát chết người. Mỹ tối nay cho biết họ có thông tin tình báo bác bỏ tuyên bố của Putin. ISIS chịu trách nhiệm duy nhất về vụ tấn công này, không có sự liên quan nào của Ukraine. Thiếu tướng John Kirby, điều phối viên truyền thông của Hội đồng An ninh Quốc gia cho biết như trên. ISIS-K được thành lập vào cuối năm 2014 ở miền đông Afghanistan sau các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu nhằm vào các thành trì của IS trên khắp Iraq, nổi tiếng với sự tàn bạo cực độ. Tên của nó đề cập đến một thuật ngữ cũ để chỉ khu vực bao gồm các phần của Iran, Turkmenistan và Afghanistan. Nhóm được lãnh đạo bởi Sahab al-Muhaji, một kỹ sư được đào tạo và giáo dục kể từ năm 2020. Tên của anh ta có nghĩa là Sahab, người di cư, ám chỉ thực tế rằng anh ta là người đầu tiên, không phải người Afghanistan và không phải người Pakistan điều hành ISIS-K. Theo báo cáo, anh ta đã dành thời gian làm nhà thầu phụ cho một công ty an ninh ở Afghanistan, và được biết là đã có thời gian làm việc tại sân bay Bagram của Hoa Kỳ. Trước đây là căn cứ quân sự lớn nhất của Hoa Kỳ ở Afghanistan. Al-Muhaji là một trong ba thành viên ISIS-K trong danh sách những người bị trừng phạt theo chỉ thị chống khủng bố do Tổng thống George Bush đưa ra lần đầu tiên sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 và được gia hạn hàng năm kể từ đó bởi các tổng thống kế nhiệm. Những người còn lại là Sultan Aziz Azam, phát ngôn nhân của nhóm, và Malawi Rajab, một thủ lĩnh cao cấp, lên kế hoạch cho các cuộc tấn công và hoạt động của ISIS-K và chỉ huy các nhóm ISIS-K tiến hành các cuộc tấn công ở Kabul, theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, những kẻ khủng bố vào tháng 11 năm 2021. Trong khi đó, Vương quốc Anh chỉ trừng phạt ba người đàn ông này vào năm 2023. OFSI, cơ quan trừng phạt của Vương quốc Anh cho biết, viện dẫn trách nhiệm của Al-Homaji về nhiều vụ tấn công khủng bố khiến hàng trăm người thiệt mạng vào năm 2021 là lý do cho hình phạt. Các quan chức Mỹ nói rằng thông tin này được chia sẻ riêng tư chỉ 3 ngày trước khi các tay súng xông vào phòng hòa nhạc lớn vào tối thứ Sáu. Đầu tháng 3, Đại sứ quán Mỹ tại Mạc Tư Khoa cũng đưa ra cảnh báo an ninh. Họ cảnh báo về một cuộc tấn công khủng bố tiềm tàng ở Mạc Tư Khoa và kêu gọi người dân tránh đám đông và chú ý đến môi trường xung quanh. Đại sứ quán đang theo dõi các báo cáo rằng những kẻ cực đoan sắp có kế hoạch tấn công và các cuộc tụ tập lớn ở Mạc Tư Khoa, bao gồm cả các buổi hòa nhạc, và công dân Hoa Kỳ nên được khuyến cáo tránh các cuộc tụ tập lớn trong 48 giờ tới. Cảnh báo an ninh ngày 7 tháng 3 nêu rõ. Các buổi hòa nhạc được đề cập cụ thể như một mục tiêu tiềm năng trong cảnh báo an ninh của Mỹ. Hiện chưa rõ điều gì đã đưa ra cảnh báo hoặc liệu nó có liên quan đến vụ tấn công đêm thứ Sáu hay không. Hoa Kỳ đã cung cấp thông tin tình báo cho Nga theo yêu cầu trách nhiệm cảnh báo, một yêu cầu của cộng đồng tình báo nhằm thông báo cho các nhóm người Mỹ và không phải người Mỹ về các mối đe dọa tiềm ẩn sắp xảy ra. Các tay súng thực hiện các vụ tấn công đã bị chính quyền Nga bắt giữ. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus,
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.